Nếu mình bố thí với cái tâm không chấp tướng, tất nhiên là mình đã lên cái giai đoạn là Bồ Tát rồi. Là tại vì mình đã phá được cái tứ tướng là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh và chấp thọ giả. Thì bây giờ một cái người mà bỏ được cái tứ tướng như vậy thì sao? Thì tất nhiên người đó đắc được cái trí huệ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Tam Muội. Mà người đã đắc được Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Tam Muội thì sao? Thì tất cả mọi thực tướng của bản tâm nó sẽ hiện ra trước mắt, hiện ra ngay lập tức. Giống như là người đó vào nhà sáng và thấy được tất cả mọi vật ở trong nhà. Thì cũng như vậy, người tu khi mình mà bỏ cái tứ tướng đó, cũng như là mình đi vào trong cái nội tâm của mình, mình chứng được cái thực tướng của mình và mình thấy rõ tất cả mọi pháp ở trong cái tướng, cái thực tướng của mình. Giống cũng như là một cái người mà đi vào trong nhà sáng thấy tất cả đồ vật biện bài ở trong nhà mình, thì người tu cũng vậy. Do đó Đức Phật nhắc đi nhắc lại, đây là lần thứ ba về pháp bố phi thí, để cho quý vị không còn vướng mắc trong cái chấp, cái ngã và cái nhân tướng và cái chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Do đó quý vị học kinh Kim Cang thì quý vị phải nắm cái chủ yếu là cái người tu là phải phá được bốn cái chấp này. Mà thật sự khi mà quý vị phá được cái bốn cái chấp này thì cái lòng quý vị bao la vô cùng tận, tình thương quý vị ban cho chúng sinh không có một cái giới hạn. Còn nếu quý vị vẫn còn nằm ở trong cái bốn tướng này thì bốn tướng này nó là nguyên nhân tạo tác ra tham sân si, do đó nó đưa quý vị vào trong cái phần mê tâm và trở nên một chúng sinh và chịu cái sự chi phối của lục đạo luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên để tiếp tục phần kế tiếp. Dạ vâng thưa thầy. Phẩm 38, người thọ trì kinh này công đức vô lượng. Phật dạy: Tu Bồ Đề, Như Lai dùng trí huệ Phật thấy rõ ràng và biết chắc chắn, đời sau nếu có người phát tâm thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy sẽ thành tựu công đức vô lượng vô biên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần thứ sáu mà Đức Phật khuyến nhắc lại để cho quý vị nhớ về công đức trì kinh. Tất cả mọi công đức, không có công đức nào viên dung bằng công đức thấu nhập liễu nghĩa được cái kinh Kim Cang này. Khi quý vị liễu nghĩa được kinh Kim Cang này thì quý vị thành tựu được công đức vô lượng vô biên. Quý vị biết công đức không? Công đức có nghĩa là do tâm của mình nó thực hành mới phát ra cái đức quy đầy đủ và nó mới tạo ra cái hạnh của Đức Như Lai. Còn cái phước đức là do quý vị tạo tác cái hành động hữu vi và nó đem những cái phước báo lại cho đời sau, chứ nó không có đưa quý vị vào trong cái ngôi chánh đẳng chánh giác. Còn cái công đức là do công hạnh, công tu của quý vị, nó đưa quý vị đến cái quả vô vi, cực quả vô vi là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì quý vị nên trì kinh Kim Cang này. Trì kinh Kim Cang có nghĩa là không phải là mỗi đêm phải cầm ra mà đọc tụng, mà quý vị phải xem kinh và hiểu được ý kinh, hiểu được ý kinh và quý vị hành ý kinh, đó là tụng kinh, thì quý vị mới có công đức. Còn nếu mà quý vị cầm cuốn kinh mỗi đêm bỏ ra 1-2 tiếng tụng đọc gõ theo mỏ, tụng ào ào, nhưng mà quý vị không hiểu ý kinh, không hành theo nghĩa kinh, thì tham sân si của quý vị nó vẫn tràn đầy, nó tràn ngập ở trong lòng, thì quý vị vẫn không đạt được cái công đức vô lượng vô biên này. Do đó quý vị phải hiểu được cái nghĩa kinh và hành theo nghĩa kinh thì quý vị sẽ đạt được cái công đức này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Công đức kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Tu Bồ Đề, nếu có người nào 1 ngày 3 lần sớm mai đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, chưa đem thân mình nhiều như số sông Hằng để bố thí, chiều cũng đem thân mình
nhiều như số khách sông Hằng để bố thí. Bố thí như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, phước đức của người này vô lượng vô biên. Nếu có người nghe kinh này tin hiểu không nghi ngờ thì người này phước đức nhiều hơn người trước, chỉ tin mà thôi còn được phước như vậy, huống chi là thọ trì đọc tụng hoặc phiên dịch hay giảng dạy cho người. Tóm lại, công đức của kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như quý vị đã thấy, đây là lần thứ bảy mà Đức Phật tán thán công đức của kinh này. Và thầy cũng đã giảng ra công đức bố thí của những vị cư sĩ đã đem thất báo mà để mà bố thí cho Tam Thiên Đại Thư, nhưng mà vẫn không bằng cái người tin hiểu cái kinh này. Tại sao như vậy? Là tại vì quý vị nên nhớ rằng cái kinh này là cái kinh của Đại Thừa, chỉ viên mãn về cái Phật tánh của chúng sinh. Và những chúng sinh nào nhiều kiếp đã tu thì mới có đầy đủ cơ duyên để mà tin vào bổn nguyện kinh này. Còn những cái chúng sinh nào mà tu còn chậm lục, có nghĩa là cái đường tu còn thấp kém, thì chắc chắn rằng đọc cuốn kinh này không hiểu được. Mà không hiểu được thì tất nhiên lòng tin không có. Cũng như quý vị đọc một cái câu chuyện nào đó mà nó vừa tầm hiểu biết quý vị, tự nhiên quý vị vui vẻ và quý vị tinh tấn, quý vị tu học theo cái những cái điều mà quý vị đã thấy chỉ dạy trong sách. Còn nếu quý vị đọc một cuốn kinh mà nó cao hơn cái tầm hiểu biết quý vị, thì tự nhiên quý vị muốn quăng cuốn sách đi, quý vị không muốn nhìn nữa. Thì cũng như vậy, nói về phước đức của người bố thí thì vô lượng vô biên, nhưng mà đối với người tin được cái quyển kinh này lại là một cái việc đáng hy hữu hơn nữa. Là tại vì sao? Là tại vì kinh này chỉ thẳng vào thực tánh, chỉ thẳng vào Như Lai tạng của mọi chúng sinh. Do đó bất cứ chúng sinh nào tin được cái cuốn kinh này, hiểu được cuốn kinh này, tất nhiên là rõ nghĩa cái cuốn kinh này, thì người đó công đức nhiều hơn công đức của người bố thí được trước. Như vậy thì quý vị thấy chỉ tin kinh thôi là quý vị đã có công đức vô lượng như vậy rồi. Nói chi quý vị trì tụng và quý vị phiên dịch, hay là quý vị đem kinh này mà giảng cho người khác, thì công đức của quý vị không thể nghĩ bàn. Những vị mà giảng sư mà giảng về cái kinh mà Kim Cang Tạng này là những vị đó công đức không thể nghĩ bàn, không thể số đếm được. Nhưng mà tất cả những vị mà giảng kinh Kim Cang này, họ có bao nhiêu công đức họ đều bố thí cho chúng sinh. Cũng giống như vậy, ngày hôm nay thầy ngồi đây thầy giảng kinh Kim Cang này, có bao nhiêu công đức thầy đều hồi hướng cho tất cả các chư đại chúng có mặt trong room. Thầy hồi hướng tất cả cho mọi chúng sinh có mặt trên Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, không riêng gì cho thầy. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Phẩm 40. Phật khuyên người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề. Phật dạy tu Bồ Đề, Như Lai vì những người phát tâm Đại Thừa mà phát tâm tối thượng thừa mà giảng dạy kinh này. Tu Bồ Đề, Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc chắn, nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này thì người này sẽ đặng công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ suy nghĩ và luận bàn. Người này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề Như Lai. Tu Bồ Đề, người ưa pháp tiểu thừa, chấp bốn tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả, nên đối với kinh này họ không thể tin hiểu hoặc đọc tụng hay giảng dạy cho người. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị vừa nghe Chánh Minh đã tuyên thuyết về cái phần này, quý vị thấy rằng cái kinh này Đức Như Lai vì những người phát tâm Đại Thừa, tất nhiên là những vị Đại Bồ Tát, và phát tâm tối thượng thừa là tất nhiên là cái quả Phật mà giảng dạy kinh này. Như vậy thì ngày hôm nay tất cả những đại chúng có mặt trong room, quý vị không phải là bậc tiểu thừa mà quý vị là những bậc đại thừa. Do đó mới có công năng
mới có cái nhất hạnh mà vào trong room để mà nghe kinh Kim Cang này. Bởi vì kinh Kim Cang này là một cái cuốn kinh tối thắng vi diệu, không có thể nào mà nghĩ bàn. Và Đức Như Lai là chỉ rõ ràng hơn, nếu người nào thọ trì hoặc là giảng dạy kinh này thì người đó sẽ được công đức vô lượng vô biên, không thể dùng toán số suy nghĩ và luận bàn. Và sau cùng người này đạt được đạo quả Niết bàn, Bồ đề của Như Lai. Tu Bồ đề, người ưa pháp tiểu thừa, chấp bốn tướng ngã nhân, chúng sinh và thọ giả, nên đối với kinh này họ không tin hiểu và đọc tụng hay giảng dạy cho người. Thì những người học về cái pháp tiểu thừa, tiểu thừa là gì? Tiểu thừa tất nhiên là chỉ mới có tự độ mà thôi, chưa đến cái độ tha. Có nghĩa là sau khi mình tu thà tu học, mình đó có đầy đủ kinh nghiệm bản thân của mình về tu học, mình đem cái sở tu đó của mình dạy lại cho chúng sinh, thì khi mà mình tu học như vậy gọi là tiểu thừa, là tự độ cho mình. Khi mình đem cái sở học của mình giải cho chúng sinh, có nghĩa là mình đã tự giác, có nghĩa là giác ngộ cho mọi người đến với mình. Bây giờ tự tu tự độ thì tự giác, giác hạnh rồi mới là viên mãn Bồ đề. Như vậy thì cái người mà ưa thích cái pháp tiểu thừa, chắc chắn họ không có thể nào họ vào trong cái phần này. Mà trong kinh Đại thừa nào cũng nói, người tu tiểu thừa quả cao nhất là A-la-hán. Những bậc A-la-hán là những bậc đã phá ngã chấp, đạt được nhân không. Nhưng mà đối với Phật tánh, tức nghĩa là thực tướng của Như Lai, vẫn còn rất là xa. Quý vị thấy không? Phật tánh của Như Lai tất nhiên là cuốn kinh Kim Cang này đây, chỉ cho quý vị đi vào trong cái Phật tánh đây. Những người tu Đại thừa và tối thượng thừa thì mới nhập được vào trong Phật tánh. Những người tu mà tiểu thừa thì đối với cái Phật tánh, cái Như Lai tạng hay là cái chân như tự tánh còn xa lắm, còn rất là xa. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Dạ. Phẩm 41. Chỗ phụng thờ kinh này cùng được nhân thiên và thánh thần cúng dường. Phật dạy tu Bồ đề, chỗ nào phụng thờ kinh này thì chỗ ấy như có chùa, chùa tháp của Phật, tất cả trời người thánh thánh thần đều cung kính lễ bái, dâng hoa cúng dường hoặc đi nhiễu. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. A Di Đà Phật, tại sao Đức Phật lại dạy rằng tu Bồ đề, chỗ nào phụng thờ kinh này thì chỗ ấy như có chùa tháp của Phật, tất cả trời người thánh thần đều cung kính lễ bái, dâng hoa cúng dường hoặc là đi nhiễu. Có nghĩa là cái cuốn kinh này là một cái cuốn kinh vi diệu tối thắng. Và những giảng sư mà giảng được những cuốn kinh này là những giảng sư ít nhiều cũng đã có cái sự hành thâm bát nhã. Do đó những chỗ đó là những cái chỗ chân chánh, những chỗ mà có thể có pháp đăng để mà cho tất cả chúng sinh đến, để mà truyền cái pháp đăng đó đến cho mọi người để được sự an vui. Và cái chỗ mà có kinh Kim Cang này là cái chỗ chân chánh, chân thật, chỗ mà tất cả trời người đều muốn ưa thích quy tụ về. Tại sao vậy? Là tại vì chỗ này là chỗ giúp cho cái tâm của trời và người có một cái sự thăng tiến, có một sự siêu hóa. Còn nếu mà những chỗ khác nó không đầy đủ những cái sự siêu siêu diệt này thì chỗ đó không được trời người ưa thích, có vậy thôi. Cũng như chính quý vị ngày hôm nay, quý vị vào trong room là tại vì quý vị có tâm đại thừa, quý vị muốn tu để mà đến cái sự giải thoát. Do đó ngày hôm nay mới có sự hiện diện của quý vị. Thì cũng như vậy, các chư thiên, các người mà họ học về kinh điển, họ nghe đến cái kinh Kim Cang là lòng của họ như mở hội, lòng của họ như có một cái niềm vui bao la, thoải mái. Họ rất ưa muốn để nghe. Bởi vì thầy biết có những vị tu sĩ suốt đời họ không học một cái giáo điển nào hết ngoài cái cuốn kinh Kim Cang này. Cho đến ngày họ nằm suốt mà họ vẫn đi vào trong thánh đạo, và quả đắc của họ
rất là cao. Bởi vì trong kinh này nếu mà quý vị chịu bỏ ra để nghiên cứu,